Ok anh em, vừa xoay cái gậy này lên cộng 15. Đó. Rất là đẹp luôn. Thôi giời ơi, giết mình rồi. Thôi đừng giết em nữa đi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi test cái gậy này. Cầm nó hoành tráng. Ở đây đông quá. Ui còn ép này, ép đang lúc đánh nhau này anh em ơi. Rồi ôi, ép thua rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi quay vũ khí rồng cấp 2. Đây, hiện giờ đang có vũ khí rồng cấp 1 rồi. Gậy hỏa long cộng 15, sức sát thương phép cộng 28. Ok, rất nhiều anh em đang ở đây. Hello. Hello anh em. Ok, bây giờ thì sẽ qua bên Noria. Noria. Chúng ta sẽ gặp cái thằng Chao Gubin này. Thằng này là thằng khốn nạn nhất trong cái game MOBA này. Nó đã giết chết bao nhiêu là anh em. Cái là bình thường nha anh em nhá. Cái là bình thường này. Đầu tiên sẽ cần một cái gậy hỏa long. Đấy, cần một gậy hỏa long cộng 15 và 28 orb. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái gì ạ? Cái búa trao này. Nguyên liệu dùng để ép lên. Cho vào đây. Đó, gậy hỏa long cộng 15 trở lên này, từ 16 đến 28 thuộc tính là cái orb đấy. Một cái búa này. Rồi, tiếp tục là gì ạ? Ballet 30. 30 viên ballet này. 30 viên sâu này. 30 viên lai này. Và một viên tra. Đó. Tỷ lệ 100% luôn anh em ạ. Giá là 100 triệu gen. Ok. Bây giờ mình sẽ xoay. Chắc chắn đã lên rồi, 100% mà. Rồi, let's go, kết hợp. Ok. Và đây, đây là gậy hỏa long thần. Đây là gậy rồng cấp 2. Ok. Đó. Đây là gậy rồng cấp 2. Cộng lên. Ô ô, rất là đẹp luôn. Đẹp hơn gậy rồng bình thường. Lực tay khỏe hơn này, lực phép khỏe hơn. Nhìn sang trọng hơn. Đấy, cái đầu sáng sáng ở đầu này, rất là đẹp. Ghê đấy. Mẹ chưa làm gì đã giết mình rồi. Ok anh em, vừa xoay cái gậy này lên cộng 15. Đó. Rất là đẹp luôn. Thôi giời ơi, giết mình rồi. Thôi đừng giết em nữa đi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi test cái gậy này. Cầm nó hoành tráng. Ở đây đông quá. Ui còn ép này, ép đang lúc đánh nhau này anh em ơi. Rồi ôi, ép thua rồi. Xoay cái. Ôi rồi ôi. Chết rồi. Thôi bây giờ lên map Barack đi. Đánh nhau kinh thế. Nào thắng đây. Kinh nhờ, ôi giời. Vừa đây chưa đứng đi chơi đây mà. Rồi, bây giờ lên map Barack để test. Kệ cho nó đánh nhau đây. Ok, đấy, rồi, các bạn nhìn chưa? Nhìn gậy rồng cấp 2 rất là đẹp. Hàng chất lượng cao là phải thế. Búp cho cái, xoay cho cái. Đó, xôi. Cầm nó phải thế, nó phải hoành tráng hay. Đấy. Xôi. Nhìn đẹp không? Lung linh không? Đây là gậy rồng cấp 2 nhá. Cộng 15 luôn.
Nguyên đang định giết nó thì về mất rồi. Ra mà em rồng này quẩy nó vui. Lâu bảy xoay rồng kích thích không. Xoay tít thò lò luôn. Đấy, đây là gậy rồng cấp 2. Rất là đẹp. Đấy, anh em có thể xem. Sở hữu gậy rồng cấp 2 đẹp không? Tắc 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 tắc. Ui, ông đánh người đây. Giết. Giết bét cà bè này. Không chết à? Đấy, các bạn xem nào, gậy rồng cấp 2 à, lung linh đâu. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.